Vâng, xin đồng hoa chào mừng toàn thể quý vị các bạn, chúng ta đang đến với trận đấu ở buổi tối ngày hôm nay. Đang là trận thi đấu của các cầu thủ anh em Long Hồng cùng với FC Vĩnh Long. Đội xuất phát dành cho các cầu thủ ngày hôm nay. Và một thi đấu thì bên phía các cầu thủ Vĩnh Long là những người đang bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh của các bạn. Trong khi đó thì bên phía các cầu thủ anh em Long Hồng là những người ra sân với chiếc áo trắng khu sân. Và người đang thi đấu cao đó là vị trí của cậu ba cùng với vị trí của trung phong mang áo số 10 đó là Tấn Vượng. Đó là xử lý đến từ các thủ áo đỏ không vào. Long Hồng cũng làm rất kịp thời và đây sẽ là quả đá phạt góc không vào. Và đá bóng rất chuẩn xác. Đó khai thác đến từ các thủ áo trắng. Sau đó là những nỗ lực để cho các thủ áo đỏ có được cơ hội dứt điểm và không vào. Đồng Hưng đang là người đứng trước bóng với đường chuyền ngang và là cơ hội không vào. Sự giao xếp đến từ các cầu thủ Vĩnh Long. Người chơi mặt sân thi đấu 7 người. Đá bóng cũng đã có rất nhiều những trận đấu ở mặt sân này. Một mặt sân thi đấu đầy quen thuộc đang là cơ hội xử lý dành cho Tấn Vượng và là những cơ hội tiếp theo thuộc về các cầu thủ Vĩnh Long. Khắc găng rất nguy hiểm dành cho tình huống vừa rồi. Vậy sau này đó sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho các thủ anh em Long Hậu có đường chuyền ngang. Dành rất nhiều khoảng thời gian đến từ các thủ áo trắng không vào. Quyết định để tung ra quả đá từ vị trí của ban đá. Đây sẽ là một tình huống đá phạt thuộc về phía các thủ áo trắng. Không được, đã chưa có tình huống qua người và đây sẽ là cơ hội phá công. Hai đánh một dành cho các thủ áo đỏ không vào. Xin lỗi chủ động. Quả đá phạt ngay lúc này dành cho các cầu thủ của đội bóng áo đỏ. Một đội treo bóng không vào. Trận đấu ngày hôm nay và những phút vừa rồi cho qua vẫn chưa có bàn thắng. Cầu thủ vẫn đang ở trong quá trình để tìm đến với nhiều cơ hội ưng dành cho mình. Lần này là quả đá đến từ Tấn Vượng, có thể gọi là cơ hội. Thế vậy thì nó chưa phải là quá rõ ràng và cần có nhiều những tình huống xử lý sắc đẹp hơn nữa. Cơ hội. Như vậy thì lúc này bên phía các thủ anh em Long Hậu cùng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Quá tốt dành cho tình huống Đắk Long vừa rồi. Tôi cùng theo dõi lại một lần nữa tình huống vừa rồi. Chúng ta đang nhắc đến về những cơ hội của các thủ áo trắng. Đó là câu lạc bộ anh em Long Hậu. Và xử lý nhịp nhàng trước đó của các thủ áo trắng cũng đã bị nắm bắt ý đồ. Và các thủ áo đỏ, câu lạc bộ Vĩnh Long đang đẩy cao đồn của mình từ sâu những bàn thủ đầu tiên. Khoảng trống đang mở ra nhiều hơn, không vào. Đây rất tốt, vẫn đang là các thủ áo đỏ. Người đã có pha xử lý tốt đó là Nhĩ Anh và vẫn là Chí Bảo. Cơ hội không vào. Người đang có bóng là vị trí của Quốc Tuấn. Được treo bóng dài của Quốc Tuấn, Tấn Vượng băng vào không được. Nó được băng vào để có được pha đá đầu từ Tấn Vượng nhưng vẫn chưa thành công. Pha phản xạ tốt của thủ thành công khẩn không vào. Và đã là các thủ của đội bóng áo đỏ bắt đầu chuyền vào. Đã là Dĩ Anh. Lại một quyết định băng ra nữa đến từ thủ thành công khăn của các thủ áo trắng. Xì màu. Là cơ hội không được. Là đây thì đã chưa thể vượt qua được thủ thành của các thủ Vĩnh Long. Quả đá phạt góc. Đá đâu không vào. Với một quả penalty dành cho các thủ áo trắng. Dứt điểm. Rất chính xác dành cho pha dứt điểm vừa rồi. Pressing tốt của các thủ anh em Long Hậu. Rồi tình huống áp sát của Thanh Cường. Và đang là các thủ áo trắng đường truyền chạm bóng không vào. Người thủ bóng lần này là vị trí của Nhĩ Em. Rất tốt, đang là Nhĩ Em. Đó là chiếc điểm không vào. Rất nguy hiểm không vào. Và thời gian thi đấu vừa rồi của hiệp một cũng đang trôi qua rất nhanh. Đang là thời điểm thi đấu cá nhân của các cầu thủ áo trắng đầu truy tốt là cơ hội không vào. Đã là vị trí của Hùng Nguyễn và đây là cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ Vĩnh Long. Không được, vẫn chưa thể thực hiện đường chuyền ngang và mở ra thuận lợi hơn. Không vào. Quả đá thiết dành cho các cầu thủ Vĩnh Long. Một tình huống xử lý và vừa rồi thì bóng đã trao vào cột dọc khu thành. Quá đáng tiếc. Sự đổ được dâng cao và các thủ áo đỏ đang rất khao khát đối với bàn thắng. Một pha đắc lông và đưa bóng trao vào cột dọc.
Đồ giải là một cho nhiều phân tức để có thể sắp chạy về mặt tinh thần rất nhiều dành cho các thủ áo đỏ. Điều trị tốc vừa rồi là quân 8K. Khoảng sống đang mở ra nhiều hơn. Vẫn còn vào. Tỷ số được rút ngắn còn 1-2 dành cho các cầu thủ Bình Đông. Và xử lý tốc. Với cá nhân thì bên phía các thủ áo đỏ cũng đã mở ra được nhiều khoảng trống. Đội trị của 8K với một đội trị ngang dành cho cầu thủ mang áo số 15 của bò bóng và nhiều cơ hội dành cho người đồng đội còn lại. Tiếp tục là cơ hội ném biên. Thủ áo trắng từ lúc họ nhận bàn thua của các thủ áo đỏ thì cũng đang có những nỗ lực rất cao và là cơ hội quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ anh em Long Hồng từ đủ vừa rồi. Đội trẻ thấp cùng với trắng cùng với 8K. 8K trẻ thấp tốt của 8K đang là hùng mạnh. Mở ra cơ hội phá công. Đây là một trận đấu 3 đánh dành cho các cầu thủ Bình Đông. Và go không vào. Quá đáng tiếc, vừa rồi thì bóng đã đi vào mép lưới rồi. Thủ dứt điểm của Văn Tính. Một cơ hội rất chủ động dành cho các cầu thủ Bình Đông. Một trận đấu 3 đánh. Trận đấu này không phải là một vị trí quá thuận lợi. Đồng hồ cũng có thể mở ra nhiều cơ hội hơn dành cho các cầu thủ Bình Đông. Và tỷ số được xa bằng 2-0. Hoàn toàn là những phương án quá hiệu quả từ phía ban lãnh đội của các cầu thủ áo đỏ. Lỡ đây là Hùng Vĩnh, người đã có cơ hội trong bóng cuối cùng đã mang đến bàn thắng và xa bằng tỷ số 2-0. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa tình huống vừa rồi. Chúng ta đã nhắc rất nhiều ở những tình huống cố định và các cầu thủ áo đỏ đã triển khai cực kỳ tốt. Quả đá của Hùng Vĩnh là một tình huống cực kỳ chóng chạy, một điều mà anh em Long Hồng họ không muốn một chút nào. Điều vậy thì những bàn thắng hoàn toàn xứng đáng với những gì mà các thủ áo đỏ đã bỏ ra và đã thi đấu bằng một sự nỗ lực rất lớn. Bàn thắng thứ 3 đã đến với các cầu thủ Bình Đông. Là đây là tình huống dứt điểm từ vị trí của cầu thủ mang áo số 13. Đây họ hoàn toàn bị bất ngờ với những sự xoay chuyển thế trận của các cầu thủ Bình Đông. Thầm Mập đã thực hiện một tình huống dứt điểm từ xa, bóng chạm vào cầu thủ phòng ngự của đội bạn và đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Công Thành. Đặc biệt là đêm Long Hồng họ đang bị bất ngờ trước những gì mà các thủ Bình Đông đã mang lại ở đầu khoảng thời gian hiệp 2. Rất nhiều không vào. Được dứt điểm từ xa, không vào. Ở đây là Toàn Hí. Cầu thủ áo trắng vẫn đang dành rất nhiều thời gian để chân cao đường chuyền ngang. Như vậy thì đã có bàn thắng sau bàn tỷ số 3-0 là xác nhận dành cho Adonso, cầu thủ mang áo số 19. Chúng ta cùng nhau quan sát lại một lần nữa pha phối hợp vừa rồi. Có vẻ như sự thu hút của các thủ anh em Long Hồng. Đây là cơ hội quay trở về với các thủ anh em Long Hồng. Quang ơi! Goal! Lại một lần nữa thì anh em Long Hồng đã vươn lên. Vừa đây nhờ trước các cầu thủ Bình Đông ngay lúc đây. Cơ hội dẫn đến bàn thắng thứ tư ở trong trận đấu này dành cho các thủ anh em Long Hồng. Và tốt dẫn cho tình huống băng vào. Những người đang đứng trước bóng ngay lúc này đang là vị trí của cầu thủ mang áo số 6 không vào. Quả cầu thủ thành của các cầu thủ Bình Đông và phản xạ rất tốt của thủ thành Thân Vũ. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại tình huống xử lý của cầu thủ mang áo số 6 bên phía anh em Long Hồng. Cầu thủ áo đỏ vẫn đang chân cao. Vẫn còn không được. Là đây thì bóng đã đi không chính xác. Ngoài thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 cũng đã trôi qua. Chưa thực sự là một cơ hội quá rõ ràng. Đây là cơ hội quay trở về với các thủ áo trắng. Đang là Toàn Hí. Có vẻ như pha đè bóng vừa rồi đã lỡ mất một nhịp của các thủ anh em Long Hồng. Ở đây là pha xử lý từ vị trí của Adonso. Rồi chuyền bóng đến với Simon. Rất nhịp nhàng. Đủ trao bóng và băng vào trước điểm không vào. Quả đêm là quay trở về với các thủ áo trận áo đỏ. Để tiếp là những tình huống nỗ lực trước điểm và cơ vào. Tỷ số là 4-0. Ngay lúc này thì cầu 3 cũng đã sang bằng tỷ số của trận đấu.
quá tốt dành cho khoảng sống và cũng như là những sự thuận lợi vừa rồi để cho cậu ba có được cú đúp bàn thắng ở trong trận đấu này. Bóng phải, quả bóng trước đó là Alonso, vẫn đang là các cầu thủ anh em Long Hậu không vào. Lobo anh em Long Hậu đã mở ra khoảng thời gian vừa rồi, sự đổi sức ép rất lớn. Để tiếp đặt khu vực cung thành của Thép Vũ vào trong tình thế báo động là cơ hội tiếp theo, không vào. Quả bóng là ngày nào vị trí của cầu thủ bàn bóng tôi chưa biết chính ba thằng. Và đang là các thủ của đội bóng anh em Long Hậu. Vẫn có, không vào. 8 cào, cầu thủ đang thi đấu nổi bật ở khoảng thời gian vừa rồi. Đã là xi màu và lại là một cơ hội nữa dành cho các thủ anh em Long Hậu. Alonso, không được. Là chưa thể vượt qua. Các thủ áo đỏ cũng đã có được một tình huống nắm bắt cái độ tấn vững. Ám sát là chưa đủ, anh em Lâm Hậu vẫn đang triển khai rất nhanh. Khoảng trống đã mở ra. Lại một lần nữa thì tỷ số đã được nâng lên. Và số 4 cuối cùng theo sát chân là của Sibau. Lần nữa tình huống vừa rồi để có thể nhận được chính xác về cơ hội của các cầu thủ. Và đang đó là một đường chuyền bóng dành cho số 11 của anh em Long Hậu và có được bàn thắng thứ 5. Ở đây là Quốc Tuấn, chụp bài Quốc Tuấn của cao thủ Vinh Đồng cũng đã quay trở lại với trận đấu. Sau khoảng thời gian được rút ra nghỉ để đảm bảo nhiều hơn về nền tảng thể lực của mình. Và đang là Quốc Tuấn, vẫn còn đang là cơ hội không vào. Dĩ Hân, xin lỗi bạn, đây là 8 cao. Cầu đang thi đấu rất đôi bậc trong những phút vừa qua từ đội thi đấu của FC Vĩnh Đồng. Pha xử lý rất hay, đây là cơ hội. Thép Bắp Lai Bồ đã có một pha xử lý quá tuyệt vời. Từ đội xử lý kỹ thuật để có được pha qua người. Sau đó là đội được chức điểm để đá bại đối với thủ thành Công Khâm. Cá nhân của Thép Bắp cũng đã có được một ngày thi đấu cực kỳ thành công. Đúng xử lý đánh góc và đưa bóng vượt qua đối với cầu thủ phòng ngự của anh em Long Hậu và chức điểm đánh bại Công Khâm. Từ chuyền bóng đến với Công Khâm, thủ thành đang chơi khá hay ngày hôm nay trong khu vực khung gỗ của các thủ anh em Long Hậu, hoàn toàn là sự chống chạy và goal để tiếp tục có một bàn thắng nữa dành cho anh em Long Hậu. Tỷ số đã là 6-5. Là quay trở lại trận đấu trước đó của các thủ áo trắng. Quá tốt dành cho pha xử lý và đội bóng qua người. Tuyệt đối chức điểm và đã bài hoàn toàn đối với thủ thành Thác Vũ. Thời gian vừa rồi vẫn đang trôi qua rất nhanh. Cái biệt kiện lúc này thì đang là một bàn thắng và nó nghiêng về phía các thủ anh em Long Hậu. Với tỷ số tạm thời đang là 6-5. Đây là cơ hội quay trở về với các thủ Vĩnh Đồng. Các anh không được, chưa có nỗ lực trả bóng tiếp theo. Bóng đá đi hết đường biên ngang. Tuyệt đối phát bóng lên dành cho các thủ của đội bóng anh em Long Hậu. Xí màu. Rất nguy hiểm, chi bảo! Tỷ số đưa ra bằng 6-0. Một tình huống mà sai lầm của các cầu thủ anh em Long Hậu từ tình huống mở bóng lên. Chi bảo đã rất nhanh chóng để đón nhận cơ hội và sang bằng tỷ số dành cho các cầu thủ Vĩnh Đồng ngay lúc này. Hoàn toàn là một sai lầm lớn. Khi mà đang có lợi thế dẫn trước và các thủ Vĩnh Đồng đã có thể sang bằng. Thì bỏ bàn thắng ngay lúc này thì thực sự sẽ là một lần nhầm rất hoàng mục của các thủ Vĩnh Đồng. Và đội chức điểm từ xa, không được. Như vậy thì ngay lúc này trọng tài cũng đã cất coi. Kéo lại trận đấu ngày hôm nay giữa FC Vĩnh Đồng cùng với anh em Long Hậu là một trận đấu quá hay.